Hello, xin chào anh chị em nhà đầu tư thì mình là Tân, quay lại với chuyên mục review thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 17 tháng 3 2022. Thì giai đoạn vừa rồi mình cũng Covid ấy, thì thành ra là giọng nói cũng bị khàn một chút. Nên là hôm nay thì mình mới quay lại để review tiếp cho mọi người. Thực ra là những cái cổ phiếu mà mình đã review trong những cái phiên trước thì mình thấy đây giai đoạn này rất là khỏe. Gần như tất cả các mã thì đều không bị ảnh hưởng bởi chỉ số VN Index. Đấy, mình lấy ví dụ như là HDG vẫn là một trong những cổ phiếu mà cầm dài. Thì vẫn thấy là nó vẫn đang giữ một cái nhịp tăng trưởng rất là tốt, kỳ vọng thì là ngành điện cộng với lại bất động sản. Thế mà đó thì HDG cũng là một trong những cổ phiếu mà mình đánh giá là khỏe giai đoạn vừa rồi. Đấy, nhất là cái việc mà cổ đông của HDG là VCI họ cũng mua vào một số lượng lớn, cộng với việc mà những cái kỳ vọng trong tương lai của HDG từ việc M&A rất nhiều các dự án bất động sản, cộng với lại việc mà nó có những cái chuyển đổi từ một doanh nghiệp mà thuần về xây lắp đấy, họ chuyển sang cả mảng năng lượng và họ đang đi bằng kiềng ba chân. Đây là một trong những cái bước tiến rất là lớn của Hà Đô. Bên cạnh đó thì nhóm ngành về hàng hóa, đặc biệt là phân bón, sau khi mà ra những cái thông tin tiêu cực, tức là chính phủ sẽ không cho xuất khẩu ra nước ngoài nữa đấy, thì mình thấy là giai đoạn này thực ra đây là những cái tin mà mình đánh giá là không chính thống đấy. Tuy nhiên thì nó gây ra cái việc mà tâm lý hoang mang cho đa số anh chị em nhà đầu tư, và với mình thì gần như là mình đã báo mọi người chốt lời gần như là ở vùng giá rất là đẹp đấy, chốt lời hết ở vùng giá 67 và 70, và mình thấy là cái suy đoán cũng như là cái lập luận của mình khá là chuẩn. Thứ nhất là vì DPM hay DCM là những cổ phiếu mà nó đã vượt quá kỳ vọng đấy, mà khi dòng tăng trưởng tăng quá nóng nó phải chờ đến những cái báo cáo tài chính ra để xác nhận lại thông tin, đồng tiền họ cũng sẽ có những cái điểm dừng nhất định ấy. Đấy, thế nên là các bạn sẽ phải tỉnh táo. Còn anh chị nào mà đu muộn thì mọi người cũng phải chấp nhận rủi ro nó sẽ rũ về những cái vùng giá thấp. Đấy, lúc đấy thì mọi người có thể canh để trung bình giá để nhanh về bờ. Sau đấy thì mọi người sẽ phải nghĩ những phương án để mọi người gọi là cắt hoặc là mọi người chốt lãi mỏng mỏng cũng được, hòa vốn thì càng tốt. FRT một trong những siêu cổ. Đấy, siêu cổ vùng giá 90 mà bây giờ đã 150 rồi. Câu chuyện của FLT đúng là rất là hấp dẫn. Thứ nhất là cái việc mà hiệu thuốc Châu Long, Long Châu của nó đấy, mở mới ở trong năm 2022 lên kế hoạch mở đến 300 hiệu thuốc, cộng với việc mà cái FLT họ sẽ chia cổ phiếu thưởng cộng với lại trả cổ tức bằng tiền giai đoạn tới khá là cao. Thành ra là đây là một trong cổ phiếu mình đánh giá là siêu cổ giai đoạn vừa rồi luôn. Và nếu mà anh chị đi theo những cái khuyến nghị của mình ấy, thì gần như là đạt những kết quả rất là cao. Và mình thấy là đúng là cái công sức của mình nghiên cứu để góp phần cho những anh chị em ở trong cộng đồng ấy, mọi người có được lợi nhuận và mọi người đi ở trên thị trường chứng khoán này nó thực sự vững chắc là những cái điều mà mình mong muốn. Và nếu anh chị ủng hộ thì mọi người có thể là tham gia những cái Zoom khuyến nghị của mình, thì trong đấy thì mình sẽ thường xuyên update những thông tin hơn, cộng với việc mà sẽ có những cái buổi live stream để giúp cho mọi người cơ cấu danh mục cũng như là cung cấp kiến thức, những cái buổi về phân tích kỹ thuật chẳng hạn. Đấy thì giúp cho quyền lợi của mọi người được tăng cao, và mình sẽ không thu phí gì cả trong những cái giai đoạn gần như là chỉ phải mở tài khoản VPS thôi. Gil Gil là một trong những cổ phiếu đoạn này mình đánh giá khá khỏe đấy. Gil đánh giá khá khỏe đến 80, giai đoạn này vẫn giữ trend khá tốt đây, và khả năng là giai đoạn tới nó sẽ có được những cái đà tăng bùng nổ đấy, thì vẫn giữ target 90 đến 100 nhé. BSD thì đã chốt lời. HH thì đoạn này mình thấy là cũng vẫn rất là khỏe đấy, cũng rất là khỏe, giữ được cái nền 93 thì khả năng nó sẽ lên 100. Tuy nhiên thì từ cái giá 95 lên 100 nó không còn nhiều dư địa, và mình báo chốt thì gần như là chốt ở vùng đỉnh rồi. Mọi người sẽ yên tâm, mọi người không vào lại SHH nữa, mình sẽ loại nó ra khỏi list. BTB cũng là một số khá tốt, tuy nhiên thì mình cũng thấy là do dòng tiền nó cũng hạn chế nên thành ra là chốt hơi non. Tuy nhiên thì cũng không sao cả, có những cổ phiếu tốt để cho mọi người có thể là vào lại sau. DG thì vẫn là một trong những cái triển vọng rất là lớn, đặc biệt là cái việc mà giá đất nền ở Hồ Chí Minh, giá đất chung cư ở Hồ Chí Minh đã lên 60 triệu mét vuông rồi. Nên ra là DG là một trong những cổ phiếu rất là tốt nhé. Trước đây thì cái dự án Grand Residence của nó là bị vấn đề về pháp lý, nên thành ra nó chưa mở bán được. Hiện tại thì trong quý 2 này, sau khi gỡ bỏ được rất nhiều các pháp lý, thủ tục pháp lý ấy, thì dự án Grand Residence sẽ đưa vào bán. Trước đây thì vì không rất là may mắn cho DG, thực ra là giai đoạn trước là họ
không vướng thủ tục pháp lý thì Grand Resident đã được mở bán từ lâu rồi. Đấy, tuy nhiên thì giá giai đoạn trước đấy thì nó chỉ dao động khoảng 30 triệu mét vuông thôi. Nhưng mà đến năm 2022 này thì qua những cái sóng bơm tiền cũng với lại cái việc mà nền giá bất động sản tăng cao thì thành ra là DXG họ cũng đang được hưởng lợi những cái vấn đề như vậy. Cái giá bây giờ hiện tại cũng đang rơi vào tầm 70 triệu mét vuông. Đấy, thành ra là họ đã có được một mức lợi nhuận rất là tốt. Đấy, gần như là chẳng phải làm gì mà tự nhiên lãi đến gấp đôi nền giá. CFV thì mình cũng đã báo trước lời rồi thì mọi người cũng đã kỷ luật theo và đấy là rất là yên tâm. HDC thì ok. HDC thực ra là đoạn này các bạn cũng có thể cân nhắc vào lại được. Đấy, thực ra là HDC mình thấy rất là tốt. Cái câu chuyện HDC thì nó có rất nhiều những cái điểm nhấn. Thứ nhất là cái việc mà đây mình sẽ đấy, HDC này trình kế hoạch lợi nhuận tăng 38%, cổ tức 25% bằng cổ phiếu. Đấy, đây là một trong những cái trả cổ tức rất là hấp dẫn của HDC nhé. Đây là một doanh nghiệp mình đánh giá là họ làm lãnh đạo rất là có tâm. Đấy, và kế hoạch lợi nhuận đạt tăng trưởng hàng năm luôn. Đấy, các bạn thấy là kế hoạch của họ rất là ổn. Cổ tức thì là 25% bằng cổ phiếu hàng năm. Và họ lại còn phát hành giá cổ phiếu thưởng, phát hành riêng lẻ giá 100.000 đồng trên một cổ phiếu và cho những cái nhà đầu tư mà họ sẽ bám trụ với doanh nghiệp một thời gian dài, tức là trong 1 năm tới là không được bán ra. Và mình nghĩ là những doanh nghiệp như HDC thì cái việc mà cá nhân hay tổ chức họ mua những cái phát hành riêng lẻ này là cái chuyện rất là bình thường thôi. Thì mình đấy đánh giá là HDC là một trong những key các bạn có thể đầu tư được. Và nhìn vào một cái phân tích về kỹ thuật một tí, tức là hiện tại những cái cổ phiếu mà mình đánh giá là cơ bản rất là ổn định như này và cái mô hình của nó cũng đang rơi vào một cái trạng thái khá là đẹp. Đấy, chỉ cần là nó tạo một cái vai đầu vai ngược thôi. Đấy, khả năng là như này nhá. Thì các bạn hoàn toàn mua mới được những cái điểm khoảng 104 này. Đấy, 103, 102 này. Hoàn toàn rất là đẹp luôn. Đấy, mà mình đánh giá là đoạn này là HTC chỉ cần tạo được ra một cái vai đầu vai ngược thôi thì dư địa lên 120, 130 là chuyện rất là bình thường. Thì các bạn canh vùng 100 này các bạn có thể mua được. Đấy, đây là chia sẻ thật. HDC thực ra mình cũng làm đầu tư vào đấy. Còn SSI này thì SSI thì mình đã khuyến nghị là hạ tỷ trọng rồi, tức là trong thì đấy thì hạ tỷ trọng bảo toàn vốn đấy. Thì ok, thì con SSI thì mình đang nêu ra phương án xử lý thì gần như là cũng không bị gọi là lỗ gì cho anh chị em. Đấy, TNH đấy, trong ngày 14 tháng 3 2022 thì mình có bổ sung 2 cổ phiếu mà mình lại đánh giá cơ hội rất lớn, đó là TNH và DPG. Đây là 2 cổ phiếu mình đã khuyến nghị mới. TNH thì trong khi đó thì có những thời điểm nó đã tăng lên vùng giá 56, tức là tăng khoảng 15% so với vùng mà mình báo điểm mua. Đấy, còn DPG thì rất là đẹp, đã khoảng 10% rồi. Đấy, giá 77 khoảng 10% rồi. Đấy, rất là ok. Thì 2 cổ phiếu này giai đoạn tới đều là những cổ phiếu được hưởng lợi và đều có được một cái trạng thái về dòng tiền khá là tốt, thì các bạn sẽ cố gắng nắm giữ. Ở đây bây giờ thì mình đoán đánh giá là nó cũng sẽ tạo một cái vai ngược ở phía bên phải này thôi. Đấy, mình sẽ tăng giai đoạn tới sẽ khá là tốt. Đấy, đây là 2 cổ phiếu mà mình đánh giá là đoạn này các bạn nên cầm. Đấy, bên cạnh đó thì KHG cũng là một cổ phiếu về bất động sản khá tốt. Tuy nhiên thì vì cái danh mục mình sẽ cô đọng nên là mình sẽ chỉ chọn những cổ phiếu mà mình thấy là nó an toàn và nó có được một cái đà tăng trưởng tốt thì mình sẽ khuyến nghị cho mọi người. Đấy, thì giai đoạn này thì mình sẽ không bổ sung cổ phiếu nữa mà mình sẽ giữ nguyên cái list hàng hiện tại, nhất là để quản trị cho mọi người, và thứ hai là sẽ đưa ra những cái update về doanh nghiệp một cách thường xuyên thì các bạn có thể theo sát nhé. Ok, thì hôm nay thì sẽ bắt đầu cái buổi review đánh giá về cái thị trường và cái sức khỏe thị trường giai đoạn này. Thứ nhất là các bạn cùng theo dõi là thị trường giai đoạn này đang có những cái nhịp hồi phục sau những cái nhịp rũ rất là mạnh bởi những thông tin về chiến tranh cũng như là cái việc mà giá cả hàng hóa tăng rất là cao làm cho lo ngại về quỹ Fed họ tăng nâng lãi suất mạnh trong giai đoạn tới, làm cho dòng tiền của khối ngoại áp lực bán rất là mạnh nhé. Đấy, đấy là một trong những cái key mà giai đoạn trước các nhà đầu tư, các khối nhà đầu tư cá nhân này cũng như nhà đầu tư quỹ nước ngoài họ rất là lo sợ và họ bán ra rất mạnh. Tuy nhiên khi mà hôm qua Fed có những động thái tăng lãi suất chỉ 0,25% so với lại cái đúng như kế hoạch họ giữ ban đầu ấy,
thì làm cho hôm nay là có một phiên tăng điểm rất là tốt. Đấy, thêm đó nữa thì chiến tranh Ukraine và Nga sẽ đang đi đến những cái hồi kết, tức là họ đang tìm được tiếng nói chung và có được những cái tiến triển trong việc mà đưa ra những cái thỏa thuận ngừng bắn. Đấy, mình nghĩ là giai đoạn tới thì thị trường nó sẽ khá hơn rất là nhiều so với giai đoạn này. Thế giai đoạn này thì thanh khoản đang có xu hướng hồi phục dần, tuy nhiên thì lực bán vẫn rất là mạnh, thì đánh ra các bạn sẽ phải cân nhắc. Đấy, và mình đánh giá là sẽ phải tạo hai đáy và sẽ để đi lên. Đấy, giống như đi nhịp trước thôi, sẽ chưa mua được những nhịp này và các bạn sẽ phải canh những nhịp vào thời điểm nó chỉnh lại. Đấy, tuy nhiên thì đoạn này thì cổ phiếu khỏe thì nó vẫn đi lên, còn cổ phiếu yếu thì nó vẫn giữ ở một cái trạng thái là chưa có những dấu hiệu bứt phá, thì các bạn sẽ lựa chọn cổ phiếu thay vì quá quan tâm đến thị trường. Đấy là những cái suy nghĩ của mình và mình sẽ truyền đạt với các bạn như vậy. Đấy, những cổ phiếu như FLT nó vẫn đi được thị trường, DPG hay những cổ phiếu bất động sản đang đi rất là tốt, thì các bạn nên chọn những cổ phiếu như vậy. Đấy, hàng hóa thì đoạn này đang có xu hướng là hạ nhiệt, bởi vì giá cả hàng hóa đang hạ nhiệt trên phạm vi thế giới mà. Đấy, thì các bạn sẽ phải cân nhắc. Giai đoạn này thì các bạn có thể quan tâm đến những loại cổ phiếu bất động sản ven biển. Thứ nhất là cái việc mà đường bay quốc tế sẽ đưa vào khai thác một cách triệt để từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, thành ra những cổ phiếu mà có bất động sản ven biển như CKG hay là DPG hay là NRC sẽ là những cổ phiếu được hưởng lợi. Đấy. Nam Long thì mình cũng đang có một cái thông tin là họ có được cái chấp nhận cái việc mà thâu tóm được một cái dự án đất ruộng chuyển đổi ở Cần Thơ nhé. Nam Long là một cổ phiếu đáng chú ý được, và mình thấy hôm nay là quỹ ngoại họ mua rất là nhiều nhé, thì mình sẽ để ý những cái phiên tới xem là nó có dấu hiệu tốt hơn thì mình sẽ bảo mọi người mua. Thực ra là về cái điểm mua thì hôm qua là phiên mua đẹp, tuy nhiên thì với việc mà nó đang gặp cái cản ở cái vùng khoảng 57 này, thì các bạn sẽ xem nó test kiểu gì đã thì mới quyết định mua ở những cái điểm tiếp theo được. Bên cạnh đó thì cổ phiếu VHG cũng là một cổ phiếu mà khá là hay. Thực ra là VHG thì nếu mà đánh giá về cơ bản ấy, thì nó cũng không có nhiều câu chuyện đâu. Tuy nhiên thì VHG thì lại được một cái gọi là nó là bánh vẽ thì cũng không phải, mà mình cũng đã cập nhật được cái vùng đất của VHG rồi, tức là đất cao su chuyển đổi. Đấy, VHG thì mảng lõi là cao su thì mình không đánh giá cao vì nó chẳng có gì cả. Tuy nhiên nếu mà đất Bà Nà, khu vực đất của VHG mà chuyển đổi sang đất du lịch thì đây là một bước tiến lớn của doanh nghiệp. Đấy, và cái vùng đất của họ ấy, nó rất gần ngay cái vùng Bà Nà Hills. Đấy, và cái việc mà khi nó đưa vào khai thác ấy, thì nó sẽ giúp cho VHG sẽ có được một cái mảng kinh doanh mới, và nó như kiểu một cái game cơ cấu về doanh nghiệp chẳng hạn. Đấy, đang ở một cái vùng giá này, nhưng mà khi họ cơ cấu doanh nghiệp thì nó cái vùng định giá của họ sẽ phải khác, và đánh theo tài sản thì VSG nó sẽ có những dữ liệu rất là tốt. Và thêm cả cái việc phân tích kỹ thuật, tức là lái trận này họ đang siết nền và để cho nền giá đi lên rất là từ từ, tức là họ sẽ không đẩy mạnh như trước để cho những cái thành phần mà T cộng đấy, gọi là chốt lời một cách mãnh liệt như trước, mà họ sẽ siết nền từ từ, thanh lọc nhà đầu tư để cho biểu đồ giá nó đi lên một cách chậm rãi nhé. Đấy, thì đoạn này mình đánh giá là VSG là an toàn. VSG an toàn. Hôm nay thì có một phiên đánh vượt cái đỉnh cản ở phía trước, tức là theo mô hình VCD, gọi là đây này, mình phân tích cho các bạn. Đấy, và nó nâng cái việc mà cái vùng đáy lên là cái định giá trong ngắn hạn của VHG đang được khối nhà đầu tư và khối tiền to họ đang định giá nó ở một cái vùng nâng dần lên, và mình thích cái việc mà vừa đi rất là nhẹ và thanh lọc những cái người đầu tư T cộng 3. Đấy, thì cái việc mà VHG giai đoạn này đầu tư được, mình đánh giá là đánh giá cho cộng đồng mình là được. Đấy, ok nhá. Bên cái đó những cổ phiếu như VC7 nó cũng có những đất vùng ven biển nhé, thì cổ phiếu này thì mình đánh giá là cầm trung hạn, không dành cho người nào lướt lát. Đấy, thì rất nhiều anh chị hỏi mình về cổ phiếu VC7 thì mình cũng phải chia sẻ như vậy. Và trong cuối tháng này thì nó bắt đầu mở bán mở mở bán dự án mà, thì VC7 cũng sẽ hy vọng là giai đoạn tới sẽ hút tiền mạnh hơn.
Và giai đoạn này mình thấy cái việc mà tích cực là trong phiên là có những cái việc mà lái đặt lệnh kê xong là lệnh đặt mua cái kiểu như là đè gom ấy, thì tức là đang có một cái gọi là như nào nhỉ, gọi là lái đấy, tức là một cái tổ chức họ đang gom hàng, và khi mà hàng vào trong tay tổ chức ấy thì cái việc cổ phiếu được đánh lên ấy thì nó sẽ dễ được đánh lên hơn. Đấy là một trong tín hiệu tích cực. Đấy, còn cái việc mà nhỏ lẻ mình trước đây mua bán các thứ giá cứ kiểu từ tay người nọ sang tay người kia thì nó sẽ không giúp cho cổ phiếu tăng được giá quá mạnh. Đấy, giai đoạn này thì đây là một trong tín hiệu tích cực mà mình chia sẻ cho các bạn. Đấy, thì thực ra là mình cũng quan sát nhiều và mình chia sẻ góc nhìn, không phải ai mà cũng đưa ra những cái góc nhìn mà kỹ như mình cũng phải công nhận cái việc đấy. Tại vì gần như là những cái kênh YouTube người ta chỉ đưa ra những cái cơ hội chung chung thôi, người ta không nói rõ về một mã nào cụ thể là cả, một mã nào cụ thể cả. Đấy, và mình thì mình thấy là mình chia sẻ và mình khi mà các bạn kiếm được lợi nhuận thì đấy là niềm vui của mình. Đấy, còn nếu mà anh chị ủng hộ thì mọi người tham gia Zoom VIP để mọi người nhận những khuyến nghị mà nó kỹ hơn một chút. Đấy, trong phiên thì mình có cập nhật ở trong những cái Zoom cộng đồng, những cái Zoom mà khuyến nghị là kỹ. Một cái điểm đáng gọi là cũng là đáng mừng ngày hôm nay, tức là khối ngoại họ đã quay lại mua dòng, họ đã bắt đầu là giảm bớt cái việc bán ra. Đấy, họ tập trung mua những cổ phiếu mà liên quan đến nhóm ngành bán lẻ này, nhóm ngành ngân hàng. Đấy, giúp cho tỷ giá cổ phiếu tăng lên và đấy ghét đất xanh là những cổ phiếu mà họ đang mua rất là mạnh. Đấy, rất là ổn. Được ra, đấy, nhóm ngành hóa chất cũng đang được có mua. IC đang bán ra. Đấy, họ bán là doanh thì hôm nay bán VPBank. Đấy. Mua vào rất mạnh BGC, mình thấy là BGC đang được mua rất là nhiều. Đấy, ok. Nói chung là thông tin ở BCG đang rất khỏe. Đấy, và mình thấy là ok, giai đoạn này thị trường đã ổn định hơn rồi. Đấy, vẫn có những cổ phiếu mà le lói tăng mạnh. Đấy, các bạn giai đoạn này thì để ý ở trên thị trường vì cái tính thanh khoản của thị trường đang gọi là rất là yếu về dòng tiền nhé, thành ra là những cổ phiếu mà liên quan đến Benny đang rất là tốt. Đấy, HDC, HCD, BLP, hai cổ phiếu này thực ra là câu chuyện cũng khá là hay. Tầm và mình cũng đã phân tích từ khá lâu rồi. Và trong Zoom của mình ấy, thì mình cũng đã chia sẻ cái điểm mua của mình, tức là mình mua đúng cái phiên ngày hôm nọ khi mà mình thấy nhóm ngành vật liệu xây dựng chưa tăng mạnh. Và hai cổ phiếu này cũng là làm về vật liệu xây dựng, nó làm về sàn nhựa với lại sàn đốt tường ấy. Thế thành ra là khi mà thấy hai cổ phiếu này ở cái việc mà vòn cạn gần như là chẳng còn con bán nữa mà lại đúng sóng ngành vật liệu xây dựng là nhảy vào mua. HCD thì nó tín hiệu vòn cạn nó rõ ràng hơn, đây đúng phiên này vòn cạn đấy, vòn cạn này nhảy vào mua luôn phiên này. Đấy, mình có phân tích từ trước rồi đấy, vòn cạn nữa là cạn đấy, nhảy vào mua luôn trong phiên đấy, mình thấy là kết phiên này cũng chẳng có vòn ấy, thế là mình nhảy vào mua luôn đấy. Cuối phiên bây giờ là đến T3 và 10% rồi, nhẹ nhàng đấy. Đôi lúc thì chỉ cần là cái việc nhanh nhạy về dòng tiền cũng như là những cái kiến thức về cổ phiếu thôi, thì các bạn có thể là hoàn toàn tìm được những cổ phiếu mà ăn 10-15% cũng không khó đấy. Thậm chí là con DRI này này đấy, chỉ cần việc lập luận là giá dầu tăng thì cổ phiếu nào nhóm ngành nào chưa tăng nó cũng đem lại kết quả mà, đúng không? DRI thì mình vào từ cái thời điểm này, thứ nhất là việc mà mình phân tích giá dầu tăng, nhóm ngành cao su là một trong những nhóm ngành rất là phụ thuộc vào đầu vào giá dầu đấy, và những con chuyên về xuất khẩu cao su như DRI chẳng hạn đấy thì nó lại hưởng lợi cực lớn đấy. Nhìn ra cơ hội phát là mua luôn về hàng về là 30% rồi đấy, cái cơ hội đấy. Quan trọng nhất là kiến thức thôi, còn nếu mà bạn nào yếu về kiến thức thì mọi người có thể là vào cái tham gia khóa học của mình, còn nếu mà bạn nào mà không có thời gian để tham gia thì vào Zoom khuyến nghị không sao cả. Nói chung là cái đấy là phụ thuộc ở cái nhu cầu của mọi người, và với nhu cầu nào thì mình bản thân mình cũng đều cố gắng là hỗ trợ anh em hết sức có thể. Ok, thì hôm nay là cái phiên giao dịch cũng mình đánh giá là cũng có những cái nét khởi sáng hơn. Thì giai đoạn tới thì mọi người nên cẩn trọng trong vấn đề giải ngân. Mình vẫn đánh giá là giai đoạn tới thị trường sẽ có một sóng uptrend. Tuy nhiên uptrend khi mà thời điểm báo cáo tài chính quý 1 đưa ra và những cái thông tin xấu như kiểu như là các quỹ, các thứ là họ giải ngân xong rồi ạ. Ngày mai là các quỹ là họ sẽ tiến hành mua bán rất nhiều cổ phiếu nhé. Nên là mọi người để ý để không bị mít thông tin. Đấy, ví dụ như là đấy, các quỹ này ngày mai họ mua bán như nào thì các bạn cũng sẽ phải để ý. Đấy, sẽ phải để ý nhá.
đấy, để xem cổ phiếu mình chẳng may bị giảm trần sàn thì mọi người cũng phải hiểu là à do quỹ họ trao tay thỏa thuận ATC ATO ấy. Mọi người lưu ý đấy, để tránh cái việc là hoảng loạn. Ok chưa? Ok thì phiên ngày hôm nay thì mình sẽ xin phép được dừng lại tại đây. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và có một cái phiên ngày mai giao dịch cuối tuần thì thật nhiều may mắn. Chào mọi người.